Ờ, ta đi mét từ nét này coi. Riêng mày ơi, được không? Ờ, được, được. Được. Thằng này được, tao đi mét chủ nét lần này tao mét thiệt luôn. Chơi được đấy nha. Đập bàn phím cho mét ông chủ đấy. Dạ em để đá mày. Vô đập luôn. Rồi đập nó, đập nó, đập nó. Mày chủ quánh chưa? Đập nó, ngu ngu rồi á. Chơi nhanh vô đi, chơi được rồi nha, để tao mét chủ quán cho. Tao lại sợ chủ quán cơ. Anh mày vừa thấy ai đấy? Thấy mẹ. Không tin à? Không tin tao mét chủ quán à? Chủ quán cái con chi đồ. Ờ, mày hay lắm. Mày không hiểu mày vô solo mày. Đó, vô luôn. Vô luôn. Đi ăn lại tao hay lắm rồi đấy. Dây dây mày đòi, mày vừa chửi ai đấy? Tao méo chủ thiệt chưa? Thua đấy. Mày chửi chủ nét con. Thằng này láo nha, dám khinh thường chủ nét hả? Thua. Mét chủ nét. Có nha nha nha. Đây đấy, mày đòi đập ai đấy, mày thắng tao hả? Tao lại chờ tụi nét quá. Ờ, tao đi mét tụi nét này coi. Riêng mày ơi, đủ con ta. Ờ, được, được. Được, thằng này được. Tao đi mét tụi nét lần này, tao mét thiệt luôn. Chết đấy. Thằng phí cho nha. Coi tao mét chủ quá đấy, lần nữa đấy. Mày nãy tao bị chủ. Thằng này mày léo hả? Ý ý là mày khinh tao không? Ý là mày khinh tao không? Rồi tao đi mét chủ quán tao. Mày lại thinh thinh đưa chủ quán. Ờ thằng Kiệt Châu đây, tao đi mét chủ quán. Châu. 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 Có thằng đang phá tiệm nét không kìa. Có thằng đang đọc máy không ấy. Có thằng đang phá máy ông ở dưới á. Đập bàn phím tùm lum dưới đá đấy, thằng nhỏ đấy. Chị Châu rồi thách. Chết mẹ mày rồi con. Thằng nào? Thằng áo vàng ấy. Chơi gì không? Dạ. Chơi đâu? Hồi nãy mày đòi đập chứ, đập bàn phím mày thách tao mét chủ quán hả? Tao đập đâu? Mày đập rõ ràng, tụi mày thấy không? Thằng này thấy không? Đâu vào phím đâu, còn lần này tôi đập đâu? Mày đập nát vào phím rồi. Mày biết bàn phím nó như thế không? Nhưng gì chúng mày đâu có làm gì đó đâu, đâu có đụng đâu. Hư mẹ! Mày đập luôn. Em đập đâu? Nó đập rõ ràng đấy. Em không có đâu. Mày đập sao? Mẹ tao coi phim đây rồi nè, mày có coi không? Đừng thách tao nhá. Nãy mày thách được bao nhiêu? Mày biết cái bàn phím nó như thế không? Không, nhưng mà em đâu có đặt đâu. Một ngày công già mày làm 1 triệu không đủ mua bàn phím cho mày. Hả? Mày có đời nữa không mà mày đâu? Tao làm chứng này con. Đấy, thằng Mạc Thanh này là chứng. Tao có đặt đâu, tao đặt cho mày đặt kia nè. Đấy. Mày đâu có đặt đâu, tao không có gì mà. Mày làm liệt bàn phím rồi. Mày đâu? Mày có muốn đập không? Nhưng mà nó có đập. Mày đợi tao. Thôi, đợi gì chưa? Vô quốc nó tiếp, đánh. Đập nó luôn. Đập em.
Đập đi. Đập đi gắt gì? Bố rồi đập đi. Em không đập đâu. Mày chơi được chứ không chơi được mày nghĩ chứ mày đập. Hả? Mày đâu có đập. Mày nắm không đập đi. Hả? Rồi bên đây đứng lại, nó có đập không? Có. Nó đập như siêu nhân luôn á. Em không có đập đâu. Em đánh đúng bên kia rồi. Mới thấy mày đập rõ ràng, mấy đây có thấy nó đập không? Có chưa? Có, mới thấy nó có đập không? Nó đập hơi siêu nhân luôn. Mày đập gần hư luôn mà. Mà nãy tao nghe nó nói nó thách cả chủ quán luôn. Rồi nó thách thức cả chủ quán, nó kêu nhà nó có điều kiện gì đấy. Nó thách không mày, sợ mày, gì. Mày thấy đâu? Nhưng mà anh đâu có đập đâu mà anh cứ đổ thừa thì em vậy. Nó gõ, nó đè sớt vậy. Đấy, giờ sao? Đó, mày nói được cái đó không? Không. Sao đập con cái mỏ mày phát này chứ không rồi? Cái hả? Mày biết cái bàn phím này như thế không? Không. Hả? Bàn phím này mày ngày công một tháng, tháng lương của tao ấy mày. Một tháng lương đấy nhá. Mày có thích đập vào tay tao mày đập này? Dạ thôi. Hả? Chết mẹ mày rồi con ạ, thách thức. Rồi, mày hư rồi đấy. Mày không đập mà giờ nó hư rồi đấy. Giờ sao? Hả? Mày chắc không sẵn cho em đâu có làm mày, gì đâu. Mày chạy đây, mày chạy đây. Hả? Hả? Đứng dậy ngay, đứng dậy. Đứng dậy làm chuyện mà. Chào. Ông mà anh có chứng cứ gì đâu mà anh kêu em đập. Đây, có quay máy đây nha. Đấy. Mày, ba tao mày. Làm chứng hết rồi. Tao mày quay đây, đây, nãy giờ nó quay đây mà mày không. Mày, chạy mày đây, có, mày nhận đi. Mày có, mày bắt mày rụng vô cái răng, mày thay đến cho mày chín rồi. Còn răng ương. Xin lỗi gì, xin lỗi gì, hả? Đứng lên. Xin lỗi gì? Đập hơn vào phía người ta để xin lỗi. Mày, giờ mày là mấy cái hả? Nhị mày, 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 mày biết bây giờ mày vi phạm biết bao nhiêu tội không hả? Mày làm mất máy, bây giờ mày còn xin lỗi hả? Bữa xin lỗi, bây giờ mày xin lỗi nữa. Không, nhà có điều kiện mà, đúng là nhà có điều kiện. Tao mày phát là mày thay luôn mấy cái bàn phím này. Nhà có điều kiện mà, nhà chết không. Đấy, giờ sao, giờ cái thằng đấy thằng nào nó không nói mày đập rồi. Chứng cứ rõ ràng ra rồi, mày lại thách thức chủ quán nữa. Đây này, tao chủ quán này, mày đập tao đây. Cho em xin lỗi. Gì? Cho em xin lỗi. Ngày nào đến mày chơi game mà không được mày cũng đập hả? Tao bán cái quán này, tao mua bàn phím, mua chuột về cho mày đập nhá. Thôi gì thôi. Giờ sao giờ bây giờ tao bắt đời đấy. Mà em bữa giờ tao cay cú mày lắm rồi. Tao thề tao quay cay cú mày lắm. Camera quay kia là tao thấy mày đập cái bao lần rồi mà tao chưa nói đâu. Bây giờ mấy thằng này nó làm chứng này. Giờ mày sao? Hả? Xin lỗi. Gì mà xin lỗi? Đền đi xin lỗi gì? Giờ bắt đền đi sao? Đúng rồi bắt đền chỉ gọi em. Giờ mày muốn đền thì tao gọi ông già. Tao gọi ông già mà chú nhỉ? Thôi đến đây. Đền thì có tiền đền không? Để tôi xin ông già. Không có tiền đền mà xin ông già mẹ. Rồi thì không có tiền cho mày liều mày đập hết. Mẹ ngày nào mày cũng đập luôn. Mới kêu nhà có điều kiện xong. Ờ đấy. Mẹ nhà có điều kiện. Gõ mày luôn mấy cái răng thay vô bàn xịt nhá. Hả? Cha nhà có tiền đền không? Dạ không. Ủa đi ra đây. Đi ra đây chặt đi. Đấy, giờ mày nói đền, tao bắt đền mà mày giờ mày không có tiền thì đền chủ mẹ vậy. Hả? Dạ, em không biết mà. Không biết hả? Không, giờ anh có công việc làm, để em làm trả nợ cũng được. Giờ làm trả nợ đúng không? Dạ. Mày chắc chưa? Chắc. Thì giờ chỉ có vậy thôi chứ, mày giờ không tiền không có, tao gọi ông già mày xuống xem sao. Thôi đừng gọi ông, chứ ông tử lên em luôn. Ơi mày, mẹ mày. Mày đập từ giờ mày đập biết bao nhiêu bàn phím mày về một ngày công của mày tao cho cả mày 150 mày phải làm mẹ từ giờ đến hè đúng không ạ? Mày xác định giờ từ giờ tới hè rồi. Dạ. Mẹ hôm trước là chén đồ bát chưa xong mà bây giờ phải thôi bữa nay cho đi đâu đất. Thọ đâu lấy cho cái xẻng thôi. Mẹ mày xẻng đây. Cầm xẻng. Tao đi xúc đất nhanh. Đập đi, xúc nhanh lên. Ô, tao nói rồi, không chịu nghe, nó đập. Cái mặt thách thức chịu quá đằng mày, thách thức ta hoài. Xong rồi mấy ông già rồi giờ.
Bây giờ còn im 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 im. Đâu Sài Gòn hả mày? Khinh thường chủ quán hả mày? Chơi game đọc đọc phím mặt lắm à, sao chụp đất vậy đó. Mày im đi. Chủ nét đen nữa kìa. Liệu mà xúc đây. Rồi, mày xúc lố qua đất nhà tao rồi. Mày thấy đất nhà tao bên này không mà mày xúc qua đây lố đất này rồi. Mày tao bảo mày làm cái móng của đây để xây cái móng ngăn đất mà. Thôi bỏ đây, mai xúc tiếp, mai xuống xúc, học xong mai xuống xúc bây giờ. Bây giờ đi ra đây nhổ cỏ đi lên. Đau luôn. Nhổ hết cỏ cho tao. Nhổ hết cỏ rồi, tưới hoa, tưới rau hết cho tao, nghe chưa? Nghe chưa? Mày làm không xong, làm tới đây nhưng làm không xong liệu hồn ạ. À, cái sự kiện mới không? Đi xin làm vườn không? Đi xin làm vườn. Mét đi xin bàn tay em thú lại đi nhổ cỏ thế này chết rồi. Thách thức chủ quán không ạ? Hả? À, từ mai trở đi là đi học là phải về phải xuống đây nghe chưa? Dạ. Mày làm tao đủ trả cái bàn phím cho tao là được. Tao không cần làm hơn, mày làm phải đủ trả cái bàn phím cho tao. Nghe chưa? Dạ. Bữa sau có đập được không? Hả? Dạ nữa à không. Ờ. À, nhớ nghe chưa? Dạ. Bữa sau mày đập là tao lên tao mét con già mày, tao mày chết mẹ em. Nghe chưa? Dạ. Ôi mẹ giờ đi vào đi. Nhanh. Xong mày đến.